Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 131. Đào Hoa dẫy rủa, mặt đanh lại, liều mãng lắc đầu, ngươi phải tự mình trở về. Năm mươi roi trời ơi, đánh xuống thì ta còn sống được không? Giờ ngươi nhảy xuống hồ đi, cũng chẳng sống nổi đâu. Thẩm Tại giá cười lạnh, thả đi cầu xin thái tử xem hắn có chống lại thánh chỉ vì ngươi không thái tử vô tội ngươi làm gì lại lôi hắn vào đây đào hoa tức giận đến mức mắt trợn trắng mở miệng cắn cổ tay hắn phẫn nộ nhưng nói không rõ lời ngươi làm việc một mình có gan thì tự mình làm à thẩm tại giã liếc nhìn nàng ý ngươi là thái tử vô tội ta thì phải bảo vệ ngươi và thái tử rồi đi thỉnh tội với hoàng thượng nghe có vẻ lạ lắm sao giống như họ không đúng. Đào hoa chừng mắt nhìn, nhất thời không kịp phản ứng, không biết nên phản bác thế nào. Thẩm tại giã mặt không đổi sắc ném nàng ra, giật áo khoác của mình ném lên đầu nàng, thản nhiên nói, đừng có cứng đầu nữa, nhân lúc bệ hạ chưa muốn giết ngươi, nhanh về nhận phạt, rồi núp trong đông cung đừng ra ngoài. Đập áo khoác của hắn lên người, đào hoa bĩu môi, vẻ mặt đau khổ đi theo sau hắn, miệng lầm bẩm ta vất vả vì ai đây? Vất vả coi như xong, công lao lại là của người khác. Phạt thì một mình ta chịu, không có công lý, mỗi bước đều nặng nề. Nghe vậy thầm tại giả vừa muốn cười vừa muốn khóc, không có ý định nhiều lời với nàng, dẫn nàng về đông cung đổi quần áo khô rồi mới đưa đến trước mặt lệ thị. Lệ thị khóc rất dữ, nhìn Khương Đào Hoa quỳ dưới đất, cắn răng nói, người có biết người gây rắc rối cho thái tử đến mức nào không? Nô tỳ biết sai. Đào Hoa thở dài, nhìn lệ thị khóc thảm, liền lấy khăn tay đưa cho nàng, thái tử phi bất giận, nô tỳ trở về nhận phạt. Lệ thị hơi sững sờ, nhíu mày rồi kéo tay nàng ra, trầm giọng phân phó, kéo ra ngoài đánh 50 roi. "Vâng." Người bên cạnh đáp, tiến lên kéo Đào Hoa. Đào Hoa không có ý định giãy dụa nữa, dù sao cũng không tránh khỏi, đành theo họ ra sân nằm xuống, dương mắt nhìn thấy Thẩm Tại Dã đứng một bên xem. "Sao vậy?" Thấy ánh mắt nàng, Thẩm Tại Dã bước qua hai bước, thản nhiên nói, rất bực mình với ta. Không chỉ là bực mình, thực sự muốn cắn chết hắn. Đào hoa giả cười hai tiếng, nô tỳ lần nữa cảm tạ tướng ra đại ân đại đức, mong tướng ra bình an, mọi sự thuận lợi. Lời chúc phúc lại nghe như lời nguyền rùa, thẩm tại giả bật cười, lạnh lùng phất tay cho người tra tấn. Khương đào hoa thề, đời này chưa gặp ai chán ghét như thẩm tại giả, rõ ràng là hắn xúc động đánh thái tử, hậu quả lại bắt nàng gánh. Còn, còn thấy chết mà không cứu. Nhắm mắt chờ roi rơi xuống, trong lòng mong thầm tại giã bị thiên lôi đánh báo ứng. Bàng, tấm ván gỗ rơi trên mông nàng, nhẹ nhàng, không đau chút nào. Đào hoa kinh ngạc, vội mở mắt ra nhìn. Sau lưng hai người đánh rất mạnh, nhưng roi thật sự rơi trên người nàng lại không có lực. Ngước mắt nhìn thầm tại giã đứng trước mặt, hắn không có biểu cảm gì, lạnh lùng nói, ngươi hảo hảo phối hợp một chút, kêu lên hai tiếng. Đã chuẩn bị cứu nàng, sao không nói trước vài lời ngọt ngào? Đào Hoa bĩu môi, nằm sấp trên ghế kêu lên ứng phó, mím môi nhìn người trước mặt, thật sự vừa ghét vừa bất đắc dĩ. Tại sao luôn không thể dễ nói chuyện, làm nàng tức gần chết, chọc giận cả chính hắn, cuối cùng có ích lợi gì? Người sống đã khó khăn, tại sao còn muốn hành hạ nhau? Thẩm Tại Dã nhìn nàng, rồi quay đầu rời đi, một đường ra khỏi cung, ánh mắt không thể ấm áp lên. Trời ơi, sao rồi? Tử Yến quy chờ hắn trong phủ, thấy Thẩm tại giã trở lại, vội hỏi, ngươi giải thích chưa? Nàng nói sao? Thẩm tại giã không kiên nhẫn đẩy người ra, trầm giọng nói, tiếp tục làm việc của ngươi, đừng làm phiền ta. Sao vậy? Tử Yến quy kiên nhẫn lại gần, nhìn về mặt của thầm tại giã, cao mày nói, ngươi ở trong cung lâu như vậy, không lẽ chưa giải thích rõ ràng? Không có gì để giải thích, Thẩm tại giã lạnh mặt nói, dù sao trong lòng nàng, ta là ngàn vạn lần muốn hại nàng, cứu nàng cũng không phải thật lòng. Đổi lại người khác, cứu nàng một chút, đó là làm người ta cảm động chân tình. Hít mũi một cái, từ Yến Quy nhìn quanh một lần, nghiêm trang cau mày nói chuyện gì xảy ra. Người nghe thấy không, nhà ai Trần Bình giấm chua lật ra. Ánh mắt như kiếm, thầm tại giã thản nhiên nói, người không muốn ở đây nữa, cứ việc nói thẳng. Ôi đừng, có chuyện gì cứ nói đưa ra một sấp giấy tử yến quy nói nghiêm chỉnh mà nói ta đã giúp ngươi tra xét không thiếu ngươi xem có hữu dụng không thẩm tải giã mím môi cầm lấy hai tờ giấy xem ánh mắt khẽ động hằng vương phi là họ hàng xa tử yến quy gật đầu gần đây đang tìm chức vị trung hằng vương làm người an phận không thường dùng quyền thế làm việc riêng nhưng lần này động tĩnh rất lớn chắc là vương phi của hắn gây huyên náo vậy chúng ta giúp họ một tay thẩm tại giã cười khẽ, nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo thường ngày, xem hết giấy trong tay tự Yến Quy rồi ném vào chậu than tiêu, chạm lô, đi nói với tần thái bục, bảo hắn bỏ trống vị trí trong đó. Vâng, chạm lô đáp rồi đi. Thẩm tại giã mở sách trên bàn, ánh mắt sâu thẳm quét qua vài lần, khẽ mỉm cười, tràn đầy tự tin với phần thắng trong tay. Ngay lúc này mà ngươi vẫn như ngươi, tự Yến Quy nhìn thấy líu lưỡi, cuối cùng cũng thấy được hình ảnh quen thuộc. Thẩm Tại giã liếc hắn một cái, gấp sách lại. Ngươi nói linh tinh gì thế? Ta nói linh tinh. Tử Yến Quy tức giận đưa tay lấy gương đồng bên cạnh đưa tới trước mặt hắn. Ngươi tự nhìn xem. Mỗi khi gặp chuyện của Khương Đào Hoa, ngươi còn có phải là Thẩm Tại giã bày mưu nghĩ kế quỷ kế đa đoan nữa không? đuôi lông mày nhíu lại. thầm Tại giã một tay lấy gương, thản nhiên nói: đừng tưởng dùng bao nhiêu từ ngữ phê phán thì ta không hiểu. Ngươi đi làm việc của mình. Nếu thấy đầu lưỡi dư thừa không ngại cắt bỏ cho heo ăn. Tử Yến Quy đưa tay che miệng mình, xoay người rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm, quả nhiên không nên để hắn chạm vào nữ sắc, vừa chạm vào liền không thể kiểm soát, cãi lại cứng rắn. Tuy nhiên, Khương Đào Hoa không ở đây, tướng phủ thực sự rất tịch mịch, có đôi khi nhìn thầm tại giã ngồi một mình trong thư phòng, hắn cũng cảm thấy có chút đáng thương. Cô độc lâu như vậy, bên cạnh cũng nên có người bầu bản chứ. Bị 50 roi, Đào Hoa có lý do nằm trên giường một thời gian dài, Mục Vô Ngân phái một tiểu nha đầu tới chăm sóc nàng, vô cùng hoạt bát nói với nàng những tin tức trong cung. Thái tử của chúng ta lần này thật thảm, bị thương không nói, còn bị hoàng thượng mắng lâu. Tiểu nha đầu mắt trong veo, quay vòng quanh Đào Hoa, tỉ tỉ thật lợi hại. "Đâu có đâu, Đào Hoa khiêm tốn, yếu ớt nói, thái tử sao không đến?" Tiểu nha đầu nhìn quanh một chút, nhỏ giọng nói, "Thái tử đang giận." vì tay hắn tạm thời không cử động được, thẩm thừa tướng định giúp thái tử xử lý công vụ, ai ngờ hoàng thượng lại giao việc xây dựng đê đập và thu lương thực cho hằng vương, còn muốn hằng vương phủ một thân thích làm trong lại. Khương đào hoa hơi sướng sờ, suy nghĩ một chút, đương kim thánh thượng hiểu thuật cân nhắc, không đề bạt du vương mà đề bạt hằng vương, muốn kích thích thái tử không ngừng tiến lên. Chỉ là, biện pháp này chưa chắc có tác dụng với mục vô ngân, thay vì tiến lên, hắn có thể sẽ diệt trừ đối thủ. Suy nghĩ một chút, nàng đột nhiên cảm thấy không ổn, vội nói với tiểu nha đầu, tối qua ta mơ thấy thần tiên, nói rằng nếu thái tử giữ gìn tay chân, nhất định sẽ lên ngôi vua. Đây là điều hiếm thấy, ta bình thường không bao giờ mơ thấy thần tiên. Tiểu nha đầu sướng sờ, nhìn nàng, tỉ tỉ nói thật sao? Thật mà, chỉ là mơ thôi, ta lừa ngươi làm gì? Đào hoa cười, nhưng loại lời này không cần nói với thái tử, chúng ta dù sao chỉ là nô tỳ, đối thủ thế nào, thái tử tự mình suy nghĩ. Tiểu nha đầu cái hiểu cái không gật đầu, nhưng khi xoay người lại chủ điện, vẫn truyền đạt đầy đủ cho thái tử. Thật có giấc mơ kỳ lạ như vậy sao? Mục vô ngân bật cười, hiếm khi nàng còn nhớ đến ta trong mộng. Giữ gìn tay chân sao? Có thể coi là hắn nghĩ bảo toàn, tổng có chút ít không nghe lời tay chân, muốn xấu chuyện của hắn. Đã như vậy, cũng không dễ giữ gìn. Hàng vương chịu trách nhiệm xây dựng đê đập kinh đô, nhưng mùa hè chó trang, bên ngoài rất nóng bức, hằng vương không thể đích thân giám sát. Thái sư đề nghị hoàng đế âm thầm quan sát năng lực ban sai của các hoàng tử, cải trang xuất cung đi đê đập xem xét. Lại vừa vặn, gặp phải giám sát viên dã man, đánh mắng công nhân, trực tiếp gây ra nhân mạng, làm tiếng oán than vang trời. Sau khi hồi cung, hoàng đế sắc mặt khó coi, thầm tại giã biết ngọn nguồn, chắp tay khuyên ngủ, hoàng tử ban sai, vốn là như thế, bệ hạ cần gì tức giận thật sự nhường hằng vương đi phơi nắng mấy ngày dưới trời nóng đau lòng chẳng phải là ngày sao minh đức đế cười khẽ nghiêng dựa trên ghế rồng nhìn hắn ý ngươi là trong các hoàng tử của trẫm không có ai có thể xử lý công việc thỏa đáng đó là lẽ thường thẩm tại giã cúi đầu nói trẫm không tin lẽ thường này hừ một tiếng đế vương đưa tay lấy sổ của nam vương ném lên bàn ít nhất nếu giao cho vô hạ hắn tất nhiên có thể làm tốt thẩm tại giã hơi sững sờ nhún mày, đưa tay cầm lấy sổ xem. Không biết rõ mục vô hạ viết khi nào, đúng là một phần sách an dân, chữ viết tinh tế, điều làm rõ, vừa vặn dùng cho xây dựng đê đập, giảm bớt lao động cho dân chúng. Nhưng không nói với hắn một tiếng, trực tiếp đưa đến tay hoàng đế. Nam vương có tâm, mấp máy môi, thầm tại giã khép lại sổ, nói, nhưng hắn dù sao tuổi còn nhỏ, rất khó thành đại sự. Chương 132. Xem ra, Khanh còn chưa hiểu rõ về vô hạ hơn chấm. Hoàng đế cười nhẹ, dù chấm có vắng mặt nhiều năm, nhưng mỗi khi giao việc cho hắn, hắn đều hoàn thành rất tốt, chưa bao giờ mắc sai lầm. Cũng không loại trừ khả năng do may mắn. Thẩm tại giả nói, dù sao nam vương làm việc gì cũng không quá quan trọng, còn hằng vương này trở về là để xây dựng đê đập ở kinh đô. Minh Đức đế cười khổ, liếc mắt nhìn hắn, ngươi không phải đang tranh cãi với chấm sao? Kinh thường vô hạ, vi thần không dám. Thầm tại giã cúi đầu chắp tay, chỉ là nói thật. Trong tất cả các hoàng tử, nam vương nhỏ tuổi nhất và kinh nghiệm ít nhất, bệ hạ không nên đánh giá cao hắn chỉ vì cảm giác ấy náy nhất thời. Việc nhỏ tuổi và thiếu kinh nghiệm là sự thật, nhưng Minh Đức Đế nghe thấy không vui. Dù gì cũng là con trai của mình, thoạt nhìn là người ồn thỏa, sao lại bị người khác xem thường như vậy? Thật không công bằng, suy nghĩ kỹ một chút, đế vương nhận ra mình thực sự chưa giao nhiều việc cho Nam Vương, liền nói, nếu Hằng Vương làm không tốt việc xây dựng đê đập, thì giao cho Nam Vương làm. Bệ hạ, thẩm tại giã ngạc nhiên, định mở miệng phản đối nhưng Hoàng đế giơ tay ngăn lại, chấm đã quyết định. Thẩm tại giã cúi đầu, khẽ nhếch môi, cúi đầu hành lễ, vi thần tuân chỉ. Tại Đông Cung, mục vô ngân mặt mày u ám ngồi trong thư phòng suy nghĩ. Bên cạnh, mưu thần thấp giọng báo cáo về sự cố đê đập, cuối cùng làm cho sắc mặt hắn dịu đi chút ít. Hằng Vương vốn không phải người có tài năng lớn, nếu trông cậy vào hắn cai quản, triều đình sớm đã sụp đổ. Nhưng các ngươi có cách nào không, để hắn hoàn toàn không thể làm việc này? Các mưu sĩ đều im lặng, khuôn mặt lộ vẻ khó xử. Lúc này, có người bên ngoài vào báo, thẩm thừa tướng đã đến. Mời vào, thẩm tại giã bước vào thư phòng, gặp ánh mắt nóng bỏng của thái tử, khẽ mím môi rồi cúi chào. thẩm mỗ vừa từ bệ hạ đến, bệ hạ đã ra lệnh giám sát việc xây dựng đê đập. Hàng vương bất lực, từ nay giao cho Nam Vương giám sát. Thật tốt quá, mục vô ngân vỗ tay, vui mừng nói, ta đang lo về việc này, không ngờ thừa tướng đã giúp ta giải quyết xong, quả là thần cơ diệu toán. Thái tử quá khen, thẩm tại giã cúi đầu, chỉ là Nam Vương còn nhỏ tuổi, nếu việc này hắn không làm tốt. Bệ hạ có thể sẽ không cho rằng hoàng tử vô dụng, mà có thể nghĩ rằng có người cố ý theo dệt chuyện. Người yên tâm, mục vô ngân khoát tay nói, ta sẽ giúp Nam Vương một phen, nếu có người làm khó hắn, ta sẽ lập tức báo cho phụ hoàng. Thẩm tại giã nhẹ gật đầu, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Mục vô hạ cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện rõ ràng. Giám sát thực ra là việc đơn giản, nhưng ở những nơi có lợi thì thường bị người ta lấy đi không ít, khiến cho công nhân xây dựng đê đập không thể ăn no. Khi đào hoa nghe tin Nam Vương nhận việc này, cô yên tâm mà cười, hắn chắc chắn sẽ làm được. Tỷ tỷ sao lại có lòng tin như vậy? Tiểu nha đầu bên cạnh tò mò hỏi, nghe nói Nam Vương là đệ tử của các nhà nho kiệt xuất. Đào Hoa qua loa trả lời, tự nhiên sẽ không quá kém. Tiểu nha đầu hiểu một phần, không hiểu một phần, nhưng Đào Hoa nhớ lại lần trước khi cùng Nam Vương gặp cảnh dân nghèo. Nam Vương chỉ mới 16 tuổi, vẫn còn ngây thơ, nhưng lại có khí chất chính trực. Thẩm Tại dã luôn muốn dẫn hắn đi đường tắt, nhưng hắn luôn kiên trì ý kiến của mình, không bị người khác ảnh hưởng. Người như vậy rất hiếm. Những người khác như thái tử, khi có thẩm tại giả mưu trí, thường nghe lời mà không suy nghĩ. Nam vương thì khác, từ đầu hắn không đồng ý với cách làm của thẩm tại giả, nhưng khi tiếp thu ý kiến đúng, hắn khiêm tốn lắng nghe, có chủ kiến rõ ràng. Khương Đào Hoa cảm thấy, nhân tài như vậy thích hợp làm hoàng đế, chỉ cần minh đức đế nhìn thấy cơ hội của hắn, không cần người khác dạy hắn làm việc như thế nào. Thẩm tại giả hiển nhiên không hiểu điều này, trong mắt hắn, Nam vương chỉ là đứa trẻ tính tình kỳ lạ gặp việc lớn hắn tự nhiên muốn chỉ bảo một hai, vì vậy vừa ra cũng phải đến phủ Nam Vương. Đáng tiếc, mục vô hạ chỉ nhận thánh chỉ, nhưng không có ý định nghe lời hắn, lạnh lùng đuổi hắn ra ngoài cửa. Vương ra, thầm tại giã bất đắc dĩ dựa vào cửa, vì thần còn chưa nói hết, ngày mai ngài phải đi giám sát, để phòng ngừa bất chắc, ngài phải đứng ở chỗ dễ thấy nhất trên đê đập. Khi bệ hạ đến, sẽ có người thông báo, ngài hãy chuẩn bị nghênh đón. Không cần, từ trong phòng vọng ra giọng đầy chán ghét, ta làm việc không cần ngươi dậy. Đúng là đứa trẻ cứng đầu, bình tĩnh lại, thầm tại giã cao mày nói, hàng vương không làm tốt, nên bệ hạ mới giao việc này cho ngài. Nếu ngài không làm tốt, làm sao chứng minh được năng lực với hoàng thượng? Cửa mở ra, mục vô hạng nghiêm túc nhìn hắn hỏi, thẩm thừa tướng, xây dựng đê đập là để khoe khoang với phụ hoàng, hay để đảm bảo nó vững chắc, bảo vệ dân chúng? Nhìn xuống hắn, thầm tại giã nghiêm túc trả lời, đối với vương gia đây chỉ là để khoe khoang với hoàng thượng hoàng đế muốn nam vương thể hiện tốt không ai quan tâm đê đập có vững chắc hay không chỉ cần không sập là được trên đường hắn cần phải làm thêm một số việc như cung cấp lương thực cho công nhân hoặc thử cùng công nhân xây dựng đê đập nhận biết sự vất vả của họ như vậy mới có thể được ca tụng nếu không chỉ sửa chữa bình thường hoàng thượng sẽ không thấy hắn năng lực phi thường có vẻ như ta và thừa tướng không có gì để nói mục vô hạ nhìn hắn sâu sắc cảm ơn thừa tướng đã dành cho ta cơ hội này nhưng việc sau đó không cần thừa tướng lo lắng nói xong hắn đóng cửa mạnh thẩm tại giã mặt mày khó coi hoàn toàn không hiểu được đứa nhỏ này nghĩ gì nếu làm theo cách của hắn hoàng đế chắc chắn sẽ thưởng hắn nhưng hắn không làm như vậy còn muốn làm thế nào trở về phủ với tâm trạng trầm lặng tần hoài ngọc đang làm món đường phèn nấm tuyết đợi hắn thấy hắn không vui liền hỏi ra có chuyện gì vậy Mở miệng định nói gì đó, nhìn vào gương mặt ấy, thầm tại dã thở dài và chỉ lắc đầu. Trong hậu viện này không còn ai để hắn có thể chia sẻ. Khương Đào Hoa mang theo thương khập khiễng đến đưa trà cho Thái tử, Thái tử thấy vậy, vội bảo nàng nằm xuống giường, ôn tồn hỏi, "Đã đỡ hơn chưa? Gần đây ta quá bận, không đến thăm ngươi được. Nô tỳ đã khá hơn nhiều, cảm ơn Thái tử quan tâm." Đào Hoa nhìn đống văn thư trên bàn, cười nói, "Nghe nói gần đây điện hạ không ngủ được." có chuyện gì phiền lòng sao? Cũng không có gì, mục vô ngân nhíu mày, thái y nói tay ta cần 10 ngày nữa mới hồi phục, viết chữ cũng sẽ khó khăn, nhưng công việc lại bề bộn, ta cảm thấy lực bất tòng tâm. Nhìn hắn, đào hoa thử dò xét, có phải vì hằng vương không? Nô tỳ nghe nói, hoàng thượng có ý nhường hằng vương làm thái tử. Đúng vậy, mục vô ngân cười mỉa, trước mặt bao nhiêu người, nói muốn trao kim quan thái tử cho hằng vương, không hề nghĩ đến cảm nhận của ta nhưng hằng vương cũng không ra gì gần đây phạm nhiều sai lầm chỉ cần ta thu đủ chứng cứ trình lên phụ hoàng hắn cũng không chịu nổi đào hoa cúi mắt suy nghĩ một lúc đột nhiên nói nhỏ điện hạ có thể đáp ứng một điều thỉnh cầu của nô tỳ không chuyện gì mục vô ngân ôn tồn nhìn nàng người hiếm khi cầu xin ta người nói ta sẽ đáp ứng nô tỳ nghĩ nếu một ngày điện hạ không muốn nô tỳ hoặc vì tình thế bắt buộc phải đuổi nô tỳ đi nô tỳ muốn điện hạ chuẩn bị trước cho nô tỳ một con đường lui. Mục vô ngân ngạc nhiên, sẽ không có chuyện như vậy đâu, người yên tâm. Mọi việc đều có thể xảy ra. Đào hoa nhìn hắn cười, điện hạ không muốn chuẩn bị cho nô tỳ một con đường lui sao. Suy nghĩ kỹ, thấy nàng nói cũng có lý, mục vô ngân gật đầu hỏi con đường lui như thế nào. Ở trạm dịch, chuẩn bị một chiếc xe ngựa có thể đưa nô tỳ đi bất cứ lúc nào mà không ai phát hiện, sau đó mua một ngôi nhà ở ngoại thành. Đào Hoa nói, trong sân, để cho nô tỳ có thể sống bình yên suốt đời là được. Yêu cầu này nghe có vẻ hoang đường, như thể nàng chuẩn bị chạy trốn. Nhưng Mục Vô Ngân không hề do dự, gật đầu nói, đây không phải việc khó, nếu có một ngôi nhà như vậy làm ngươi an tâm hơn, ta sẽ làm cho ngươi. Ngàn vạn lần đừng để ai phát hiện, Đào Hoa nghiêm túc nói, một khi bị phát hiện, sẽ vô dụng. Ta biết rồi, Mục Vô Ngân gật đầu, định sờ tóc nàng nhưng nhớ ra tay mình còn bị bó, đành buông tay, cười nói ta sẽ bảo vệ ngươi, yên tâm đi. Đào hoa mím môi, nhìn về mặt thái tử, không nhịn được nói thêm, nếu ngài có thể không tranh chấp với huynh đệ, an ổn làm thái tử thì tốt. Mục vô ngân nhún mày, cười nhẹ vì giấc mơ của ngươi sao. Không sao, trong hoàng thất, tranh chấp không tránh khỏi, ta đã sớm chuẩn bị. Nhưng ngươi không thể không suy nghĩ chứ, đào hoa rất muốn hét lên, thầm tại giã rõ ràng đang dẫn ngươi vào con đường chết, sao ngươi không hiểu. Nhưng lập trường khác nhau, dù mục vô ngân làm nàng cảm động, nàng cũng không thể nói thật, chỉ có thể cười cảm động, rồi hầu hạ hắn uống trà. Trong tướng phủ, cấu trúc đã thay đổi, thầm tại giã cho nhiều người làm nương tử, đón cửu khanh gia khuê nữ làm thị quần áo, thoạt nhìn như trầm mê nữ sắc, nhưng chỉ có người trong tướng phủ biết, thừa tướng đã nửa tháng không cười. Trầm mặc đổi công văn, trầm mặc bàn chuyện, lại trầm mặc một mình ngủ ở lâm vũ viện chạm lô không nhìn nổi nữa, kéo tự yến quy hỏi nhỏ, hương nương tử khi nào mới trở về. Cái này phải hỏi chủ tử của ngươi, tự yến quy lắc đầu, hắn không muốn, người khác cũng không giúp được. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 133. Lời này rất có lý, chạm lô thực sự chạy đến hỏi chủ tử nhà mình. Tử Yến Quy nằm trên xà nhà, bình tĩnh nhìn thầm tại giã ném hắn ra khỏi cửa sổ, lắc đầu thở dài, sao bây giờ mọi người lại đơn giản thế nhỉ? Ai bảo hắn đến gần hỏi làm gì? Muốn hỏi cũng phải trốn như ta chứ? Thẩm tại giã, ngươi thực sự không định đón Khương Đào Hoa về sao? Thẩm tại giã lạnh lùng nhìn lên xà nhà, từng chữ từng câu nói ta không muốn nàng trở lại. Không muốn ư, tự yến quy nhún mày, thật không muốn à? Vậy sao ngươi mỗi ngày vẫn ôm cái gối cũ đó ngủ? Ném đi chứ. Người dưới không nói gì, cúi mắt trở lại bàn đọc sách tiếp tục xem công văn. Khổ như thế sao? tự Yến quy chọc lưỡi hai tiếng, nhận ra sai, xin lỗi có khó đến vậy sao? Người xem thái tử, ngoài mặt đứng đắn cơ trí, nhưng trước mặt Khương Đào Hoa cũng đâu đàng hoàng. Nói thẳng những gì trong lòng, ôn nhu và săn sóc, người xem Khương Đào Hoa cảm thấy thế nào? Người câm miệng, thẩm tại giã đưa tay ném cuốn sách về phía xa nhà, mặt mày lạnh lùng, ta làm việc, không cần các ngươi nhắc nhở. Tử Yến quy đổi hướng né tránh cuốn sách, lắc đầu, nếu đã vậy, thì ngươi tự chịu khổ sở một mình. Hắn sao phải khổ sở, làm sao có thể khổ sở, chỉ là một người phụ nữ, gần đây nhiều chuyện, hắn phiền là do Nam Vương không nghe lời, nên sắc mặt khó coi. Liên quan gì đến Khương Đào Hoa? Thẩm tại giã cười lạnh, Khương Đào Hoa đang cố tình chọc tức hắn, có hắn ở đây, nếu nàng còn để ý mục vô ngân, thì đúng là mắt mù. Hơn nữa, nàng là người phụ nữ ích kỷ, giống như hắn, sẽ để ai trong lòng. Chủ tử, bị ném văng ra, chạm lô lại trở lại, gõ cửa sổ rè dặt Nam Vương đã đi lên đê, ngài có muốn đi xem không? Thẩm tại giã nhắm mắt thở dài, đứng lên nói, giúp ta thay quần áo. Mặc dù Nam Vương không nghe lời, nhưng hắn vẫn muốn giúp. Lần đầu có chuyện lớn như vậy, không thể xảy ra sai sót nào. Lương hướng cho cô Ly đã phát, là mục vô hạ tự mình đi kiểm tra kho lúa, lại chính mình hộ tống vào kho trong thành, không thiếu một hạt gạo. Trên đường gặp không ít trở ngại và phiền toái, mục vô hà cũng không phải kẻ ngu, chuẩn bị kỹ lưỡng, lại mang ra hoàng mệnh, mọi việc đều thuận lợi. Giữa trưa, các cô ly đều tụ tập lại chuẩn bị ăn cơm. Điều khiến họ ngạc nhiên là hôm nay cơm không còn là cháo loãng, mà là những chén cơm thật sự. Tất cả mọi người sợ đến ngây người, thiếu chút nữa không dám cầm chén. Nam thị vệ của Vương phủ cười nói, "Vương gia nói, nên cho các ngươi ăn, một miếng cơm cũng không thiếu, chỉ cần làm việc chăm chỉ, ngày ngày cũng có thể ăn no bụng." Đây vốn là chuyện thường, lao động thì nên có cơm ăn. Nhưng những người lao động khổ cực này bị áp bức đã lâu, vui mừng đến phát khóc, quỳ xuống đất dập đầu không ngừng. Mục Vô Hạ đứng ở chỗ cao nhìn thấy nhíu mày, nhưng thầm tại giã lại nở nụ cười, "Vương gia làm rất tốt." Cái này gọi là rất tốt. Mục vô hạ nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh, cũng đúng, thường ngày lương thực của họ đều vào túi các ngươi, giờ bản vương móc ra còn cho họ, khách quan mà nói, là bản vương làm tốt hơn chút. Nhưng vốn dĩ việc này nên làm, không có gì đáng khen ngợi. Không tán dương ngài, làm sao hoàng thượng biết được những người khác làm việc ác. Mục vô hạ quay đầu, thản nhiên nói, dù biết người khác làm việc ác thì sao. Phụ hoàng không nghiêm trị, khi có hoàng tử phạm tội, ngài sẽ che đậy thời gian dài, người dưới vẫn làm như vậy, không có gì thay đổi. Đây mới là lý do hắn muốn làm hoàng đế, hắn tin mình sẽ làm tốt hơn hoàng đế đại ngụy, vì hắn sẽ không phạm những sai lầm giống như ngài. Thẩm tại giã chỉ nghĩ hắn lại tái phát tính tình, cũng không có ý định để ý, tiếp tục xem cảnh dập đầu rầm rộ bên dưới. Vô hạ, phía sau truyền đến tiếng thái tử, Nam Vương và thẩm tại giã đều sững sờ, quay đầu lại, liền thấy mục vô ngân mặc thường phục phía sau là Khương Đào Hoa. Đôi mắt sáng lên, Nam Vương nhìn Đào Hoa một cái, rồi chắp tay hướng Thái tử, Hoàng Huynh sao lại đến đây. Dù sao trong cung cũng không có việc gì, liền mang theo Mộng Nhi ra ngoài đi dạo. Thái tử cười nói, không ngờ các ngươi đều ở đây. Thẩm tại giã cúi đầu, nghe nói bệ hạ cố ý tuần tra, thẩm mỗ tự nhiên muốn đến xem. Đúng vậy, cũng không biết phụ hoàng gần đây sao thái tử tìm băng ghế ngồi xuống, thân thể còn chưa khỏe, lại cải trang vi hành, thừa tướng suy tính kỹ lưỡng, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nam Vương gật đầu theo, ánh mắt cứ liếc về phía đào hoa, Khương đào hoa hôm nay tâm trạng rất tốt, lén nhìn hắn. Hoàng huynh bị thương, ở lại đây cùng thừa tướng trò chuyện đi. Nam Vương nói, ta sẽ dẫn Hoàng huynh và cung nữ đi xem cảnh trên đê, được không? Thái tử nhớn mày, nhìn cung nữ phía sau, trêu ghẹo nam vương đệ thật coi nàng như tỷ tỷ sao hoàng huynh không bỏ được sao nam vương trừng mắt sợ ta cướp nàng sao ha 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 thái tử cười to cứ mang nàng đi được ngươi coi là tỷ tỷ là phúc của mộng nhi nhưng nàng mới khỏi bệnh chớ đi quá xa biết rồi nam vương cười hành lễ rồi dẫn đào hoa đi xuống thẩm tại giã lạnh lùng nhìn khương đào hoa không liếc hắn một cái chỉ cười với nam vương hoặc thái tử Nụ cười thật khó coi. Đi đủ xa, Mục Vô Hạ mới thở phào, nhìn Đào Hoa hỏi, "Khương tỷ tỷ trong cung sống tốt không?" Nhún vai, Đào Hoa nói, "Cũng không tệ, không đến mức làm người khác lo lắng." "Vương gia gần đây tiếp đãi nhiều, có mệt không?" "Không mệt," Nam Vương nhếch miệng, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của đứa trẻ, không vui nói, "Chỉ là lại cãi nhau với thừa tướng." Không biết tại sao trước đây lại để hắn đi theo mình. Hắn và thẩm tại dã rõ ràng là một cái ở nam, một cái ở bắc, vĩnh viễn không cùng đường. Đoán cũng biết các ngươi cãi nhau chuyện gì. Đào Hoa cười, nhìn đê phía dưới, nhưng thừa tướng nhất định làm vì điều tốt cho ngài, ngài không cần quá mâu thuẫn với hắn. Không phải mâu thuẫn, là thực tại đạo bất đồng. Nam Vương cao mày nói, bản vương cảm thấy bất kể là làm việc hay làm người, con đường thực tế mới là cơ bản nhất. Nhưng thừa tướng mỗi lần đều thích làm trò, cố làm chút mặt mũi để được khen thưởng. Nói về chuyện đê đập, nếu thật làm theo hắn, làm những thứ bề ngoài, được bao nhiêu người thật lòng khen ngợi. Còn không bằng giải quyết vấn đề lương thực, để mỗi cu ly đều ăn đủ, ngủ đủ, thì đê đập tự nhiên tu được nhanh hơn. Đào Hoa Yên lặng nghe hắn than vãn xong, mới cười nói, nô tỳ ngược lại cảm thấy, thừa tướng và vương gia là trời sinh xứng đôi quân thần. Giải thích cho, bởi vì ngài giỏi làm việc thực tế, còn thừa tướng có thủ đoạn biểu hiện điều tốt của ngài cho người khác thấy, giống như ngài nói, hắn giỏi lấy lòng. Tìm chỗ ngồi xuống, Đào Hoa nhặt một viên đá nhỏ vẽ trên mặt đất. Trên đời này, nếu mọi người đều làm việc thực tế, âm thầm, người khác không rõ sự thật sẽ không biết ngươi làm chuyện tốt. Vì vậy, chuyện tốt không được nhắc tới, chuyện xấu không lộ ra, thế nhân khó phân biệt thiện ác, tự nhiên sẽ chọn cách dễ dàng hơn để làm việc. Vương gia đúng, nhưng tướng gia cũng đúng ngài làm đúng hắn nên thay ngài khen thưởng thưởng phạt có độ mới có thể làm người ta rõ sai trái nam vương ngẩn ra nhìn trên mặt đất khương đào hoa vẽ chữ nhân rồi mỉm cười nhấc người lên vương gia là người quang minh tướng gia là người thâm trầm tướng gia mặc dù không như vương gia quang minh lỗi lạc nhưng cần cù và thật thà không thể thiếu vương gia hiểu chưa trong lòng rộng mở tiểu vương gia mấp máy môi ngoài miệng vẫn không chịu phục theo tỷ tỷ nói, người xấu đều không thể thiếu. Hơi sướng sờ, đào hoa bật cười, mặc dù thừa tướng đối với nô tỷ rất xấu, nhưng đứng trên lập trường của vương gia, hắn không phải người xấu. Người xấu còn chia làm hạng, nam vương quay đầu, xấu là xấu. Đứng dậy tiếp tục đi, đào hoa sờ cầm suy nghĩ, thầm tại giã là người rất xấu, hạ độc muốn giết ta, bắt nạt ta, lừa ta, phủ ta. Nhưng, hắn không có lỗi gì với vương gia nam vương liếc nhìn nàng một cái với vẻ mặt cổ quái nói hắn đối xử với ngươi như vậy mà ngươi còn nhớ tới hắn tốt không phải nhớ tới hắn tốt đào hoa lắc đầu mà là hiểu rằng mọi người sẽ bỏ qua ân oán cá nhân để công bằng đánh giá hắn không phải người đàn ông tốt nhất nhưng chắc chắn là một thần tốt tiểu vương ra ngẩn ra một hồi đi theo nàng một đoạn đường mới thấp giọng nói tì tì thật sự hiểu rõ thừa tướng hai người mới quen nhau mấy tháng có thể hiểu như vậy thật sự là hiếm có. Khương Đào Hoa thở dài, đúng là hiểu rất rõ, hai bên hiểu rõ nhau. Nhưng càng hiểu biết, hai người lại càng khó đến gần. Đang định nói gì đó, mực lại đau nhói, Đào Hoa trong nháy mắt tái mặt, cứng đờ thân thể không dám bước đi. Làm sao vậy, Nam Vương quay đầu lại, thấy sắc mặt nàng không tốt, liền vội hỏi. Trong cung đã hơn nửa tháng, Thanh Đài không có ở đây, nàng không mang theo thuốc bây giờ nhớ ra chuyện này đã là muộn, đào hoa từ từ ngồi xổm xuống, cố gắng tỏ ra thoải mái một chút, nhưng cơn đau xương tùy cứ tiếp tục, đau đến nỗi nàng cắn răng nghiến lợi, không kịp nghĩ gì, ngã xuống đất cuộn mình lại. Khương tỉ tỉ, chấm than, Nam Vương sợ hãi, vì nói chuyện, hắn không mang theo thị vệ. Lùi lại nhìn quanh, quyết đoán cóng nàng lên rồi chạy về. Tìm, tìm thanh đài, đào hoa dùng hết sức nói mấy chữ này, sau đó đau đến mức không còn sức mở miệng. Tiểu vương ra gật đầu nhẹ, vừa chạy vừa nói, bản vương nhớ rồi, người cố kiên trì trong chốc lát. Thẩm tại giã đang cùng thái tử tán gẫu trên tầng cao, dư quang thấy nam vương cõng người trở lại, liền đứng dậy nhìn xuống, nhíu mày hỏi chạm lô, xảy ra chuyện gì. chương 134 Chạm lô với vẻ mặt không thể hiểu được, nô tài luôn ở cạnh ngài, làm sao biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn cung nữ, có vẻ như nàng rất khó chịu. Mục vô ngân cũng đứng dậy, nhìn tình hình rồi chạy xuống. Thẩm tải giã mím môi đuổi theo, cảm thấy không khỏi nghi ngờ Khương đào hoa lại đang dở cho gì. Nam vương đặt đào hoa ở phòng dưới lầu và đã sai người đi mời đại phu. Đào hoa nằm trên giường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mặt tái nhợt như tờ giấy. Mặc dù cắn răng không nói lời nào, nhưng gân trên cổ đã nổi lên, rõ ràng là rất đau đớn. Mộng nhi, Mục vô ngân ngồi bên giường, nắm tay nàng và lo lắng nhìn mục vô hạ xảy ra chuyện gì. Ta cũng không biết, mục vô hạ nhíu mày nói, đang đi bình thường, nàng đột nhiên đau đớn như thế này. Giả bộ sao, thẩm tại giã mím môi, nhìn lạnh lùng trong chốc lát, bên ngoài đại phu đã vào. Mọi người lần lượt lui ra ngoài, mục vô hạ mặt trầm lặng kéo thẩm tại giã sang một bên, nói nhỏ, nàng nói muốn tìm thanh đài, cũng không biết có ý gì. Thanh đài thầm tại giã nhíu mày, thanh đài không phải cùng đi với nàng sao? Bây giờ người ở đâu, ngoài nàng còn ai biết? Chạm lô, hắn quay đầu ra lệnh, người phái người đi tìm thanh đài, chắc vẫn còn ở kinh đô. Nếu nàng không chịu ra, người dán thông báo, nói muốn tìm thuốc trên núi Khương Thị. Nô tài hiểu rõ, chạm lô đáp và chạy đi. Đại phu rất lâu sau mới đi ra, nơm nấp lo sợ nhìn các quý nhân bên ngoài, chắp tay nói, lão phu y thuật không tinh, không biết cô nương này mắc bệnh gì, chỉ thấy mạch loạn, giống như chúng kỳ độc. Mục vô ngân bừng tình, lần trước ngự y cũng nói vậy. Nói trong cơ thể nàng có kỳ độc, mà chưa biết làm sao giải. Kỳ độc, thẩm tại giã dừng lại, tiến đến tay thái tử nói, nếu lần trước thẩm mỗ đã hạ độc, không ngại đem giải dược cho nàng thử xem. Giống như không phải loại độc đó, mục vô ngân lắc đầu, nếu là loại độc cung chung thường dùng, ngự y không thể không nhận ra thử trước rồi nói sau, thẩm tại giã cúi mắt, trực tiếp từ trong tay áo lấy ra bình phỉ thúy. Đổ dài dược ra và nhét vào tay thái tử. Suy nghĩ một chút, mục vô ngân vẫn đem thuốc cho đào hoa uống, nhưng sau một thời gian dài, người trên giường không thấy khá hơn, ngược lại càng đau đớn hơn, như bị chém đuôi rắn, không ngừng quằn quại vặn vẹo, miệng không ngừng kêu đau. Thẩm tải giã cuối cùng nghiêm túc, đi đến bên giường nhìn nàng, trầm giọng nói, thái tử điện hạ, độc này e rằng sẽ nguy hiểm tính mạng, nếu không ai giải được, không bằng để thẩm mỗ đưa nàng đi tìm thần y, còn có chút hy vọng sống sót. Thần y, mục vô ngân nhíu mày, nếu có thần y giải được, vậy ngươi trực tiếp mang hắn đến không phải tốt hơn sao? Thẩm tại giã lắc đầu, thần y thường có tính tình cầu quái, ngay cả thánh chỉ cũng không muốn nghe. Nếu thật lòng muốn cứu người, không thể dùng vương quyền áp chế. Thái tử nếu tin tưởng thẩm mỗ, giao cô gái này cho thẩm mỗ, thẩm mỗ tất nhiên bảo vệ tính mạng nàng ngẩng đầu nhìn hắn mục vô ngân mắt đầy lo lắng ý thừa tướng là muốn đưa nàng đi đây là cách duy nhất mục vô ngân lắc đầu mặc dù bản cung rất tin tưởng thừa tướng nhưng nhưng hắn đã nhiều lần muốn giết mộng nhi làm sao có thể giao mộng nhi vào tay hắn a à, đào hoa mở mắt ánh mắt tan rã nước mắt không ngừng chảy đau quá cứu mạng mục vô ngân kinh hoàng vội vàng nắm tay nàng, không ngờ tay nàng lạnh như băng, lạnh thấu xương. Mộng Nhi gọi liên tục vài tiếng, Mục Vô Ngân lo lắng, khó xử nhìn thầm Tại Dã. Thừa tướng thật có thể bảo vệ tính mạng nàng. Cần bao lâu thời gian? Tối đa một tháng. Thẩm Tại Dã nói, Thẩm Mỗ nhất định sẽ cho Điện Hạ thấy nàng sống khỏe mạnh. Thẩm Mỗ lấy tính mạng đảm bảo. Nghe câu nói đó, Mục Vô Ngân yên tâm, nhưng vẫn còn chút luyến tiếc, nhìn Khương đào hoa vài lần mới gật đầu, vậy thừa tướng mau đưa nàng lên đường đi. Là, thẩm tại giã gật đầu, nhanh chóng sai người chuẩn bị xe ngựa, tự mình ôm Khương Đào Hoa lên xe, quay đầu nói với bọn họ, thẩm mỗ đi trước, chờ sắp xếp xong nàng, sẽ trở về phục mệnh. Mục vô ngân gật đầu, ra hiệu cho thân tín của mình theo sau, có tin tức gì, hãy để lôi đình truyền tin về. Được, thẩm tại giã gật đầu, vào xe rồi liền ra lệnh cho người mau trở về tướng phủ tướng ra sau một đoạn đường lôi đình tiến đến cạnh xe ngựa hỏi muốn hồi bẩm thái tử điện hạ như thế nào ta sẽ để ngươi theo xe trống ra khỏi thành đi về hướng thu thủy sơn thẩm tại giã ôm người trong lòng nói nhỏ người đúng hạn viết thư hồi bẩm thái tử tình hình là được nói là thân tín của thái tử nhưng thật ra hắn đã bồi dưỡng người này từ lâu cũng là để dùng vào lúc này lôi đình đáp nhìn bọn họ xuống xe tại công tướng phủ rồi tiếp tục lái xe ra ngoài thành. Thẩm tại giả ôm chặt Khương Đào Hoa, một mạch chạy vào Lâm Vũ Viện, ôm Tử Yến Quy và hỏi chạm lô đã về chưa? Chưa về, Tử Yến Quy kinh ngạc nhìn người trong lòng hắn, người thật sự trực tiếp mang nàng về sao? Cầm miệng, đặt nàng lên giường của mình, thẩm tại giã mồ hôi đầm đìa, ngồi bên giường bóp tay Khương Đào Hoa, vẻ mặt khó chịu, sao uống giải dược mà không có tác dụng. Tử Yến Quy im lặng, không trả lời, chỉ nhận lấy cái nhìn lạnh lùng từ hắn. Ôi, người bối bố rối đến thật không hiểu lý lẽ. Từ Yến quy giờ khóc giờ cười nói, giải dược không có tác dụng, nghĩa là không phải loại độc đó. Người ngay cả nàng bị gì cũng không biết mà loạn mướm thuốc, không chừng còn làm độc thêm. Đào hoa đau đến mất ý thức, nhưng bên tai còn liên tục có người nói nhảm, không nhịn được liền đạp một cước, im đi. Bị đá một cước vào bụng, thầm tại giã bóp cổ chân nàng, nghiến răng nói, người còn nói nhiều, Sao lại đá ta? Báo ứng, Từ Yến quy nhìn Hà Hê cười, nhưng nhìn bộ giảm của Khương thị, hắn cũng không cười nổi, đến gần giường nhìn, thầm nghĩ, nhìn còn đau hơn sinh con, rốt cuộc là thế nào? Thẩm Tại Dã không muốn nói chuyện nữa, nhíu mày lo lắng, nhìn người trên giường không ngừng vặn vẹo, dứt khoát duỗi tay để nàng ôm. Khương Đào Hoa có thói quen này, khi đau đớn sẽ ôm chặt lấy, như một con mèo nhỏ. Có lẽ đã lâu không được nàng ôm nhìn bộ dạng này của nàng, hắn nhíu mày giãn ra, trong lòng cũng thấy ấm áp. Chương 135. Nhìn khuôn mặt của hắn, tự Yến Quy không thể kìm được mà run rẩy, mặc dù thời gian qua ta và Trạm Lô đều cố làm ngươi cười, nhưng ngươi không thể vừa tới đã cười như vậy. Như vậy là xuân về hoa nở sao? nghiêng người nhìn hắn, thầm tại giã nói, ngươi ra ngoài xem bên Trạm Lô thế nào, nếu thấy thanh đài, lập tức mang về đây. Được, 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 Tử Yến Quy đưa tay che mắt, ngươi muốn làm gì thì làm. Ta không nhìn, ta đi đây, ai muốn làm gì chứ? Thẩm tại giã nhíu mày, chán ghét nhìn hắn biến mất sau cửa. Sau đó, anh lạnh lùng tiếp tục nhìn Khương Đào Hoa. Hiếm khi thấy nàng đau khổ như vậy, toàn thân ướt sũng như vừa được vớt ra từ nước, hơi thở cũng ngày càng yếu đi. Đừng ngủ mất, thẩm tại giã đưa tay nhéo bả vai nàng, ngồi bên giường, kéo nửa người trên của nàng vào lòng, giọng trầm thấp nói, ngươi mà ngủ thì thuốc không thể vào người, coi như chết thật ở đây, thái tử sẽ tìm ta tính sổ. Nghe mơ hồ những lời này, đào hoa miễn cưỡng cười, yếu ớt nói, ta chết đi, chẳng phải là hợp ý ngươi nhất sao. Nếu ngươi muốn chết thì chết nhanh một chút, đừng rên gì. Thẩm tại giã nhíu mày, rất ồn ào, đào hoa cắn răng, thật sự không lên tiếng, thân thể nàng lạnh ngắt, toàn thân đều là hàn khí, khiến thẩm tại giã cũng phải dùng mình, tức giận hỏi, người rốt cuộc bị làm sao? Làm gì có người nào xuất hiện tình trạng bệnh này mà còn sống sót? Đào hoa không để ý đến hắn, chỉ nghe rõ câu ngủ thiếp đi thì thuốc không vào người. Nàng nhắm mắt cắn răng chịu đựng, chờ thanh đài trở lại. Thẩm tại giã mím môi, vẻ mặt không vui nhìn nàng rất lâu, cuối cùng cởi áo khoác nằm lên giường. Vừa nằm xuống, Khương đào hoa liền rút vào trong ngực hắn, đưa tay dán lên thân thể hắn, chân quấn lấy chân hắn, Cố gắng hấp thụ sự ấm áp từ hắn. thực sự giống như hồ ly tinh thiếu dương khí miệng mắng nhưng thân thể không động thầm tại giã nhìn người trong lòng thì thầm nếu đổi lại là mục vô ngân chắc chắn sẽ không đến mức này. trong phòng không có ai khác đào hoa cũng không nghe thấy câu nói ngây thơ đến cực điểm của thừa tướng ra nàng cảm thấy mình sắp chết nỗi đau vô hạn và lạnh lẽo như muốn bao phủ nàng có bàn tay đen tối từ dưới đất vươn lên kéo nàng xuống đường hoàng tuyền cứu tôi chủ tử, thành đài trong bộ dạng chật vật xông vào từ bên ngoài, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, hơi sướng sờ. Còn có lòng giả ngẩn ngơ, thẩm tại giã lạnh lùng, môi trắng bệch, giận dữ nói mau cứu nàng. Vội vàng hoàn hồn, thanh đài cầm hai viên thuốc nhét vào miệng đào hoa. Khương đào hoa cố gắng nuốt thuốc xuống, lúc này mới buông lỏng thân thể, để bản thân xa vào vực sâu mờ mịt. Người có thể giải thích một chút không? Thẩm tại giã cố gắng đứng dậy dựa vào đầu giường, nhíu mày nhìn người trong ngực, nàng trúng độc gì. Thanh đài cúi đầu, tay nắm chặt váy, cúi đầu nói, đây không phải là độc, chỉ là bệnh cũ của chủ tử, mỗi tháng chỉ cần uống thuốc đúng hạn, cũng không có gì đáng ngại. Đây là thuốc gì, thẩm tại giã đưa tay định cầm lọ thuốc trong tay nàng, nhưng thanh đài nhanh chóng né tránh. Thẩm tại giã hít mắt, không thể cho người khác xem. Không phải, thanh đài nhỏ giọng nói, đây là thuốc bổ rất quý giá, nô tỳ sợ có gì sơ suất, chủ tử sẽ không thoải mái. Nhìn nàng chăm chăm, thầm tại giã hỏi, thuốc này còn bao nhiêu viên? Có đủ cho nàng uống liên tục không? Nếu nói không đủ, vị chủ tử này còn không mang thuốc trong tay nàng đi nghiên cứu chế tạo thuốc mới sao? Thật sự để cho thừa tướng đại ngụy biết rõ triệu quốc quyến rũ cổ độc, nàng trở về không bị chơi xấu. Thành đài cúi đầu tiếp tục, nghiêm túc nói, thuốc đủ, tướng ra không cần lo. Đủ, tự yến quy từ sau đầu ló ra, nhớn mày nói, thuốc này tốt như vậy, còn có thể dưỡng thân, sao không đưa cho Lan Quý Phi hai viên. Nàng bị bệnh tim, không tìm được thuốc, cứ dựa vào thuốc độc thì không phải cách hay. Thành đài Hoàng sợ, vội vàng lắc đầu, thuốc này không dùng được cho bệnh tim. Người vừa mới nói là thuốc dưỡng thân mà, tự yến quy nhớn mày, gạt người. Không có, vậy là thuốc không đủ cho Khương Thị dùng, cũng không phải, khẽ cười một tiếng. Tử Yến Quy đưa tay đoạt lấy lọ thuốc của nàng, nói cái này cũng không, cái kia cũng không, vậy là ngươi làm nha hoàn nhỏ mọn. Nói xong, đổ hai viên thuốc ra tay, rồi trả lại lọ cho nàng, chờ chủ tử của ngươi khỏe lại, rồi đưa Lan Quý Phi một viên, nhất định nàng sẽ vui mừng. Thành đài mắt hoa lên, không dám biểu lộ gì trước mặt thầm tại giã, chỉ có thể thu hồi bình thuốc cất kỹ, sau đó cúi đầu cầm lấy xiêm y của mình. Hai viên thuốc là đủ dùng trong một tháng, người triệu quốc bên kia không biết khi nào sẽ đến đại ngụy, nếu hết thuốc thật sự sẽ xảy ra án mạng. Thẩm tải Giã cúi đầu cẩn thận thăm dò mạch đập của Khương Đào Hoa, không để ý đến vẻ mặt của Thanh Đài. Cảm thấy mạch nàng dần bình phục, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Từ Yến Quy đi thẳng đến hoàng cung đưa thuốc, chạm lô nhìn thoáng qua hai người trên giường, nhỏ giọng hỏi chủ tử, ngài thật muốn đưa Khương Nương tử trở về sau một tháng sau. Thẩm Tại Giã liếc hắn một cái với ánh mắt kỳ lạ, nghiêm túc hỏi, người nghĩ chủ tử của ngươi là người giữ lời sao? Chạm lô không hỏi thêm, ngoan ngoãn dẫn thanh đài trở về thu dọn tranh xuân các. Thẩm tại giã ôm người trong ngực, không hiểu sao lại cảm thấy rất buồn ngủ, liền thanh thản ổn định ngủ một giấc. Nhưng khi cửa tranh xuân các vừa mở ra, phụ lập tức náo nhiệt, cố hoài nhu cùng tần hoài ngọc nghe tin liền mang theo một đám người chạy tới hỏi, khương nương tử đã trở lại. Trở lại, thanh đài gật đầu, cười nói, làm phiền hai vị nương tử lo lắng. Người đâu, Cố Hoài Nhu kéo tay nàng vào trong, quá lâu không gặp nàng, ta có rất nhiều điều muốn hỏi. Chạm lô chắp tay, cười nói, người vừa trở lại, các vị nương tử để nàng và tướng ra nói chuyện một lát, chấm chút đến cũng không muộn. Chủ tử của chúng ta thật có dự kiến trước, đặt người ở lâm vũ viện, thật sự yên tĩnh không ít. Tần Hoài Ngọc không vui chua môi, Khương Thị vừa trở về, ra đã hào hứng như vậy, đã bao lâu rồi chưa đi hậu viện. Hiện tại lại ngây ngốc ở bên trong không chịu ra cố hoài nhu nhíu mày liếc nàng một cái nương tử nói vậy không phải là quá đáng sao khương nương tử bệnh nặng mới về ra muốn bồi cũng là đúng chúng ta đi trước đi phía sau một đám người rối rít hành lễ lui ra tần hoài ngọc nhếch miệng còn chút không muốn đi cố hoài nhu kéo tay lôi nàng ra ngoài không vui nói ngươi đừng quên lúc trước khương nương tử đã che chở ngươi giờ ngươi lại bất mãn với nàng không phải là bất mãn chỉ là cảm thấy gia thiên vị quá mức Tần Hoài Ngọc thầm nói, ngươi không thấy sao, ra như không thật lòng với ai, nhưng hết lần này đến lần khác lại đối với Khương Thị không giống vậy. Cố Hoài Nhu sững sờ, nắm chặt khăn, không lên tiếng. Thật ra nàng cũng có cảm giác này, nhưng, tâm tư của ra, ai nói chính xác được, xem ra như sủng ái Khương Thị, có thể ném lên núi, không phải là ném lên núi sao. Lâu như vậy không thấy, ra nhiều bồi Khương Thị, nàng cũng không cảm thấy có gì không ổn nếu Khương Thị ở đây, có thể làm cho ra nhiều đến hậu viện hơn, vậy đối với mọi người đều là chuyện tốt. Khi mặt trời lặn về phía tây, thầm tải giã cuối cùng tỉnh dậy. Hiếm khi ngủ ngon giấc, mở mắt đã nhìn thấy Khương đào hoa bên gối. Người phụ nữ này ngủ trông vẫn rất đẹp mắt, chỉ có sắc môi hơi nhợt nhạt, trông như ma quỷ. Suy nghĩ một chút, hắn đứng dậy mở cửa ra ngoài phân phó, làm chút ít món thanh đạm cho bữa tối. Dạ, đầy tớ đáp, định đi, nhưng lại bị hắn gọi lại. Nhớ mang thêm một ít thịt vào món ăn, đầy tớ ngẩn ra rồi gật đầu, nghĩ thầm khẩu khí phân phó của tướng gia này, sao giống như muốn bắt món ăn cho tiểu động vật vậy. Khương tiểu động vật không lâu sau cũng tỉnh lại, mắt đầy sương mù, mơ màng nhìn người trước mặt ngươi là ai. Tướng công của ngươi, thẩm tại giả ôm nàng lên rồi đặt lên ghế bên cạnh bàn, đưa đũa vào tay nàng, dùng bữa tối rồi tiếp tục nghỉ ngơi. Rụi rụi mắt, khi thấy rõ mặt người này, đào hoa sắc mặt liền khó coi ta vì sao lại ở đây người không ở đây thì nên ở âm tào địa phủ cười nhạo một tiếng thẩm tại dã nhìn nàng thế nào còn nhớ thái tử của ngươi khẽ nhíu mày đào hoa vẻ mặt kỳ lạ nhìn hắn nói hơn nửa tháng không gặp tướng ra học được giọng chua lòn này từ đâu giấm đường cài trắng cũng không cần thêm giấm chua tức giận gắp một đũa giấm đường cài trắng đặt vào chén nàng thẩm tại dã nói ăn cơm đi đừng để chết đói Vân về chiếc đũa định gắp nhưng tay vẫn còn bùn rùn vô lực khương đào hoa thở dài ra thật là không biết chăm sóc người thiếp còn chưa khỏi hẳn toàn thân đều không có khí lực cầm đũa cũng không ăn được cơm xin lỗi ta không ôn nhu cũng không biết săn sóc thẩm tại giã lạnh lùng nói ăn không hết thì đừng ăn ai thèm chứ khẽ gừ một tiếng đào hoa bò xuống ghế rồi đi về phía giường nhưng chưa đi được hai bước nàng đã bị thầm tải giã chặn lại kéo trở về ngồi yên đào hoa sướng sờ ngẩng đầu nhìn cầm hắn có chút giật mình dường như đã rất lâu không gần gũi như vậy cảm giác này thật sự rất xa lạ thẩm tại giã ôm cứng nhắc như trước nhưng lại chịu uy nàng ăn cơm một muỗng cơm thêm nửa muỗng món ăn thẩm tại giã không thay đổi sắc mặt nhét vào miệng nàng vừa nhét vừa nói muốn ngủ cũng phải ăn no rồi ngủ người thân thì quá yếu không phản bác hắn khương đào hoa ngoan ngoãn nhai kỹ thỉnh thoảng đưa ngón tay chỉ vào mâm trên bàn, ta muốn ăn cái kia. Thẩm tại giã rất không vui, hắn đâu phải đầy tớ, lại phải chia thức ăn uy cơm cho nàng. Nhưng dù không vui trong lòng, động tác trên tay không chút lơ là, ngược lại còn tỉ mỉ hơn cả thanh đài. Thỏa mãn ăn xong, đào hoa đi lên giường, nhìn thẩm tại giã nói đa tả tướng ra ân điền. Vừa nghe lời này cũng biết nàng vẫn còn ghi hận trong lòng, thẩm tại giã cũng không thèm để ý, cầm văn thư bên cạnh xem, để nàng tự nghỉ ngơi trên giường. Một lần nữa nằm xuống, đào hoa mới phát hiện gối đầu kia chính là cái nàng đã đưa, mùi thuốc quanh quẩn, nghe liền cảm thấy thoải mái. Thế mà không bị hắn vứt, duỗi đầu nhìn, thầm tại dã vẻ mặt nghiêm túc đang xem văn thư, căn bản không chú ý đến nàng. Đào hoa bĩu môi, nghĩ thầm thật không hổ là người hỗn trên triều đình, chỉ biết làm mặt ngoài. Đã quyết định lấy mạng nàng, còn giả mù sa mưa để lại cái gối này làm gì đưa tay cầm gối dược lên, Khương Đào Hoa rất muốn nói thứ này không bằng trả lại cho nàng. Kết quả khi cầm lên, phía dưới vẫn còn đồ, hai khối ngọc bội vỡ, một khối còn buộc dây đỏ, không biết từ đâu dính bùn, trông vô cùng bẩn thỉu. Đào Hoa sướng sờ, ngơ ngác nhìn thứ này một hồi lâu, ánh mắt khẽ nhúc nhích, từ từ đặt lại gối đầu. Ra, thiếp nhất định phải đợi tải tướng phủ sao, nếu không ngươi muốn đi đâu. Thẩm tại dã không ngừng đầu, giọng mang trào phúng nói còn muốn quay lại bên thái tử không có cơ hội phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn